Sau đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2018 tại nguyện đường Santa Marta. Khi Thiên Chúa nổi giận vì dân chúng đã bỏ việc thờ phượng Ngài mà chạy theo thờ cúng bò vàng, ông Môsê đã ra sức van nài Thiên Chúa nguôi cơn giận. Ông nhắc lại điều mà Chúa đã làm để giải thoát dân khỏi ách nô lệ Ai Cập. Ông nhắc lại sự trung thành của các tổ phụ Abraham và Isaac. Trong cuộc nói chuyện mặt giáp mặt với Thiên Chúa, tình yêu mến mà Môsê dành cho dân tỏa sáng. Môsê không ngại đối diện với sự thật phũ phàng rằng dân chúng đang sống bất trung với Thiên Chúa. Nhưng Môsê không đi vào con đường hối lộ xin xỏ. Môsê không bán rẻ lương tâm của mình. Và điều này làm đẹp lòng Thiên Chúa. Thiên Chúa thấy nơi ông một tâm hồn đang cầu nguyện. Con ở cùng dân và con cũng ở cùng Ngài lạy Chúa. Đó là một lời nguyện chuyện cầu. Một lời nguyện cầu thay nguyện giúp. Để có thể cầu nguyện như thế, người ấy cần can đảm thưa với Thiên Chúa diện đối diện. Người ấy cũng cần sự kiên nhẫn. Chúng ta cần kiên nhẫn rất nhiều khi cầu nguyện. Lời cầu nguyện chuyện cầu. Chúng ta không thể chỉ cầu nguyện cho người nào đó bằng kinh lạy cha và kinh kính mừng thế là xong. Không, không chỉ như thế. Để có thể cầu nguyện cho một ai đó, chúng ta phải bước trên hành trình rất cần sự kiên nhẫn. Trong đời sống thường nhật, nhiều người có thể sẵn sàng hy sinh công ty để cứu lấy lợi ích cho bản thân họ. Nhưng Môsê không đi vào con đường ấy. Môsê đã kề vai sát cánh với dân chúng. Để có thể cầu nguyện, lời nguyện chuyện cầu. Cầu nguyện cho người khác, chúng ta cần hai điều. Thứ nhất đó là lòng can đảm. Và thứ hai là sự kiên nhẫn. Nếu tôi muốn Chúa lắng nghe tôi kêu xin, thì tôi phải ra đi, phải gõ cửa trái tim Chúa. Nhưng có người cho rằng điều đó đâu có liên quan đến trái tim tôi. Nếu như thế, trái tim tôi không liên quan gì đến điều tôi xin. Nếu tâm hồn tôi không liên quan gì đến người mà tôi đang cầu xin cho, thì cớ gì để tôi can đảm và kiên nhẫn? Con đường của lối cầu thay nguyện giúp, đó là rất cần con tim biết liên đới, chịu thách đố, biết tiến về phía trước và chay tịnh. Xin Chúa ban cho ta ân sủng ấy, ơn để cầu nguyện trước nhan Chúa với lòng tự do của người con thảo, để có thể can đảm và kiên trì cầu nguyện. Nhưng trên hết, cầu nguyện là biết rằng tôi đang nói chuyện với Thiên Chúa là cha tôi, và cha tôi đang lắng nghe tôi. Nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta trên hành trình cầu nguyện này.